đúng không? Rồi được cái góc này chỗ mình nấp nữa. Ta sẽ chuẩn bị cái tay cầm á. Cầm hơn. Cầm điện thoại. Qua đi lấy kẹo cắt. Đang còn cái cây cấm vào đó mà sao mình cũng đập về. Tiếng lên. Điều tra những vấn đề sau đây: một, thu thập các tài liệu
liệu, hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán để làm rõ đêm 12 và rạng sáng ngày 13 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân xã Tam Giang, huyện Cư Răng, tỉnh Đắk Lắk mất số tiền cụ thể là bao nhiêu. 2. Làm rõ các vấn đề phát sinh nếu có trong quá trình điều tra bổ sung. Tôi đã công bố xong quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Thay mặt đoàn xét xử, tôi bế mạc tòa, giao các thủ tục giao cho các bị cáo đang bị tạm giam các đồng chí cảnh sát đến tại và cho tất cả mọi người ký. Đêm đi. Thank you.
Lần nữa kêu ra rõ ràng là còn tôi thì chấp nhận về tu thôi. All right.
Vâng, làm cái gì vậy đó? Cổ lên em ơi! Lên ở bên trong anh ấy, hôn nó ngồi hiền tí nào gì đâu. Cổ lên luôn ơi! Thằng này thằng chó này. Thế đi cậu ơi, đi chân đi. Ờ chó mơn ba ba mươi thằng nó nhận mà nó khai nó tạm thằng đó, nó tự khai đó. Nó tự khai đó. Thằng này à. Tự khai tao cho mày thằng kia cổ đó mà khai bao đó. Giờ công an bảo về bên đó rồi. Cổ lên cậu ơi! Bạn ơi, cổ lên! Cậu ơi, cổ lên nha! Cổ lên em ơi! Nhỏ lên cổ! Cổ lên nha. Nhỏ ơi. Cổ lên nha. Nhỏ ơi. Cổ lên. Cổ lên nhỏ ơi. Nhỏ ơi. Cổ lên nhỏ ơi. Làm. Không có đứa xe đi bốn chưa đó xe đi bốn vẫn có mình nè.
Điều tra thêm bổ súng nha mọi người, không phải điều tra lại đâu, nó điều tra đó. Thanh Chu phản ông mẹ mày, Thanh Chu trong này nhỏ quá, bên ngoài ngoài này mình ngán rồi. Gì đó mình nghe gì lắm, mình nghe gì không biết ba lại. Con niệm một định tạo sửa thì ngay đâu họ xin không được.
Hôm nay là trả hồ sơ đó. Thì là việc cho xã trả hồ sơ hứng cho hứng kẻ đảng được ấy. Hồ sơ giống như hứng kẻ đảng ấy. Mà ai đưa ra là con Huy là con tỉnh. Hôm nay nghe tỉnh hiểu đó. Sự xong rồi. Mà có đâu quý? Không nữa. Điều ra tao chưa được lại. Đó. Em vừa vô nó tạo luôn đi. Người đang thả la cho nên đây mà cái thằng đang ấp cũng quê luôn. Vâng ơi, xì luôn mà hồi hồi đưa cả mới mà. Mới thi đó, mới cá luôn. Luôn nồi cải đá liên luôn. Luôn nồi cải đá liên cho mày. Nhưng nói là điều tra lại số tiền là mất về mấy cái cảnh rõ ràng thôi chứ không có phải là điều tra lại từ lý không? Không rõ ràng mà giảm bắt người. Thứ tiền chưa biết như lớn có tiền sao? À, điều tra lại số tiền mà tiền không biết được bao nhiêu mà giảm bắt người phạt 10 năm. Chưa ngay đó là việc cộng sản đó, việc cộng sản nói đó. Mà đâu mà. Cái này
cái tầng này là trúng rồi đó. Hả? Mà ở đây nó chứ ra luôn. Lớn sượng đấy. Hết ra nha mọi người. Giờ hết ra người ta về hết rồi. Xong rồi em ơi. À, to tiếng là trả hồ sơ để điều tra thêm lại số tiền. Còn nhiều cảnh rõ ràng nên điều tra lại. Có đám người. Hai thằng tập quý thằng Lộc. Thằng Lộc thì nói không trong cái xác không tiền. Thằng chủ quý là nói trong cái xác có tiền. Dương là tiền về bao nhiêu? Là thằng chủ tịch thằng sẽ nắm hết. Đúng không? Mà sao mà thằng chủ tịch không nói có tiền mà lại thằng tập quý nói có tiền là sao? Việc đơn gì? Gửi có mấy trăm bộ nữa rồi xem việc đơn. Mà có bác tao của mình là em rồi. Bắt là lên giam lại rồi, bắt lên giam lại rồi. Nhìn chưa? Nhìn quá thứ, đưa vào mưa này. Nhiều bá mà rất nhiều. Đi vào. Lọc đúng đây. Xe con chở xe rượt đưa rượt đoan hoang. Thủ quỹ là phải có thủ quỹ mà sợ bị dân nên phải đưa rượt đoan hoang đó. Xong chưa lại về mà nghe về phụ làm xong chưa đi dâu được xong chưa không mấy đứa đi hai về nhà chị thấy nghe không về nhà nghe không mời luật sư đâu về nhà hết luôn bây giờ hết ra nha.